Xin cô một chuyện. Chính là mấy năm nay đã rất lâu rồi tôi chưa được tăng lương. Nếu như cô có quan hệ tốt với chủ tịch và trợ lý Lâm, có thể nói tốt về tôi mấy câu được không? Tôi yêu cầu không cao, một tháng nhiều hơn 15 triệu là được. Chủ quản, cô nghĩ nhiều rồi. Ai vậy? Điện thoại quấy nhiễu thôi. Alo, phu nhân, tiên sinh muốn cô tối nay về nhà sớm để ăn cơm. Ăn miếng cơm suýt hại tôi mất nửa cái mạng. Cho anh ta tự mình ăn đi, cứ nói là tôi tăng ca. Chị Trần, đó không phải cô giúp việc nhà chủ tịch sao? Không phải, cô ấy là họ hàng ở quê tôi. Tôi còn có việc nên đi trước nha. Được. Chú chủ quản, chủ tịch nói mời tất cả phòng chúng ta tham gia team building tối nay đến khách sạn nổi tiếng. Trời ạ, có thật không vậy? Đợi đã, team building công ty tối nay bắt buộc tham gia hết, trừ Đổng Tân Nhiên. Chủ tịch nói Tân Nhiên không được phép tham gia, còn nói này bắt buộc phải tăng ca. Cô thích tăng ca thì hãy tăng ca đi nhé. Không sao, mọi người đi đi, chơi vui vẻ nha. Chó điên. Alo, sao vậy Tử Tường? Xem tin tức mới. Cái gì? Là ai cứu bác Duệ? Rốt cuộc là ai làm vậy? Tin tức chỉ nói có một công ty thần bí đã đầu tư cho tập đoàn Bác Thị. Nhưng anh đã đoán được là ai rồi? Lẽ nào là ông Trung Giới? Anh ta chính là muốn đối đầu với em. Em đoán sai rồi, là Chu Yên Yên. Là cô ta. Cô ta với bác Duệ dù sao cũng là vợ chồng. Xem ra muốn xử lý bác Duệ thì phải xử lý Chu Yên Yên trước. Em biết rồi, anh cứ làm vậy đi. Chu Yên Yên. Vợ, có đói không? Anh bớt trò này lại đi. Được rồi. Cơn giận của em vẫn chưa nguôi đâu. Được rồi mà. Yên Yên, con ngồi đi. Mẹ nói cho con biết, vợ chồng cãi nhau đừng để làm trò cười cho người khác nhìn, càng không thể làm trò cười cho Đổng Tân Nhiên. Đổng Tân Nhiên, á tiện nhân đó chính là đố kỵ con, muốn cướp đàn ông của con. Cướp đàn ông của con? Nằm mơ. Đúng rồi, anh tra ra được rồi. Đổng Tân Nhiên đó, cô ta đang đi làm ở tập đoàn Hải Tinh. Lần thu mua tập đoàn chắc chắn là do cô ta làm. Vợ ơi, chúng ta không thể để cô ta thành công được. Yên tâm, em đã bảo ba em giải quyết sự việc này rồi. Vợ anh giỏi quá. Nào nào, ăn chè đi. Cẩn thận. Đau, đau, đau. Vợ không sao chứ? Đồ hạ nhân, làm gì kiểu gì vậy? Cô Trương giúp việc nhà họ Phu bà. Nhân, tôi không cố ý đâu. Vẫn còn dám cãi. Phu nhân, bà hãy tha cho tôi đi. Người đâu, trừ 3 tháng lương của bà ta, cho bà ta cút khỏi đây. Mẹ tôi ở quê nhà rất cần tiền để chữa bệnh, tôi không thể để mất công việc này. Phu nhân, liên quan gì đến tôi? Cút đi. Tiểu thư, tiểu thư, tôi cầu xin cô. Ồn ào quá đó, mau lôi bà ta ra ngoài. Tiểu thư, tôi cầu xin cô. Bọn họ bắt nạt cô à? Bà Lưu Lan đó không phải là con người. Cô nhìn xem, bọn họ mỗi ngày đều đánh tôi, cô không trả tôi tiền. Người nhà này sao còn chưa gặp báo ứng vậy? Cô yên tâm, bọn họ sẽ gặp báo ứng sớm thôi. Cô cầm lấy. Đây, mẹ cô cần tiền chữa bệnh. Cô gái tôi không thể nhận được. Tiền này không phải cho không cô đâu. Sau này làm việc cho tôi. Cảm ơn cô nhiều lắm. Tại sao cô lại giúp tôi vậy? Bởi vì tôi muốn cả nhà bác Duệ gặp báo ứng. Phu nhân, cô Chu Yên Yên đó, cô ta có bệnh tim, mãi mà vẫn chưa mang thai. Còn bác Duệ thì muốn có con, đây là điểm yếu của hai người họ. Tôi biết rồi. Vậy bác Duệ ở bên ngoài có phụ nữ nào không? Có, anh ta chắc chắn có. Alo, Tử Tường, thông tin vừa gửi cho anh nhận được chưa? Giúp em điều tra
Người phụ nữ bên ngoài của bác Duệ đó là ai? Phu nhân chúng ta đúng là người đẹp mà còn lương thiện. Đúng vậy, phu nhân trước giờ không bằng đại cấp dưới. Chủ tịch về rồi. Chào chủ tịch. Cô ta là ai? Cô ta là người giúp việc tôi mới tuyển. Ai cho phép cô tùy tiện tuyển người? Giờ tôi là ông phu nhân, tuyển một giúp việc mà còn cần anh phê chuẩn sao? Lương của người giúp việc là cô trả sao? Đương nhiên là do anh trả. Anh mới là chủ nhân của căn biệt thự này. Tôi ăn xong rồi. Không có phép tắc. Không đợi tôi quay về rồi ăn cơm à? Tôi không thèm ăn cơm với anh. Đợi lát nữa ăn cùng, anh lại bóp cổ đòi mạng tôi. Đứng lại. Chủ tịch còn gì dặn dò? Chú ý thân phận của cô, đừng để bản thân đi quá xa. Nếu anh không vui thì ly hôn đi, dù sao thì tôi cũng hạnh phúc. Cô tưởng rằng tôi không dám? Tôi chính là sợ anh không dám. Đi đây, ai không đi người đó là chó. Chiêu khích tướng không có tác dụng với tôi đâu. Chủ tịch thường xuyên cãi nhau với phu nhân sao? Hai người họ chính là như vậy, sau này thì sẽ quen thôi. Nghe Nana, Chu Yên Yên, bạn thân nhất của cô ngủ cùng với người đàn ông của cô. Vở kịch này còn đặc sắc hơn tôi nghĩ nhiều. Chúng ta gần đây vẫn nên ít gặp nhau lại. Anh cảm giác có người đang điều tra ở sau. Làm sao? Sợ rồi à? Sợ rồi thì về đi. Về bên Chu Yên Yên của anh đi. Em tự nuôi con. Được rồi, được rồi. Con gà mẹ không đẻ trứng được đấy. Sao tốt bằng em được? Nhiều năm như vậy, chỉ em mới sinh đứa con cho anh. Không phải năm đó Đổng Tư Nhiên ngồi tù, anh có phải vẫn muốn sinh con cùng cô ta? Đang yên ổn em lại nhắc cô ta làm gì? Thật xui xẻo. Em nói sai rồi mà. Thời gian không còn sớm, chúng ta nên đi đón Tư Tư tan học thôi. Lâu lâu có cơ hội ra ngoài, vội cái gì? Tư Tư, con gái của Nghệ Nana. Tư Tư, Tư Tư, con xem. Chào, đi. Tư Tư, nhớ ba ba không? Chúng ta cùng nhau hát nha. Được à? Để cho mẹ. Nào, nói tạm biệt cô giáo thôi. Bye bye cô giáo. Bye bye Tư Tư. Cho anh. Lấy được rồi. Lập tức đi kiểm tra DNA của họ. Mời vào. Phu nhân, có báo cáo rồi. Phu nhân, cô cười cái gì vậy? Đây. Nếu bác Duệ biết được đứa con mà anh ta yêu quý không phải con ruột của anh ta sẽ học máu ra đó. Bác Duệ, anh ta lấy đâu ra con chứ? Anh ta bên ngoài có tình nhân, thế nên có một đứa con riêng. Nhưng báo cáo viết rõ ràng đứa con đó không phải con ruột của anh ta. Anh ta bị lừa rồi. Chúc mừng trở thành ba. Gia đình họ bác nên có báo cáo này. Nhưng mà nếu Chu Yên Yên biết chuyện này, cô nghĩ điều gì sẽ xảy ra? Người phụ nữ đó, cô ấy không thể tự sinh con được. Cô ấy sẽ không bao giờ để bác Duệ có con riêng bên ngoài. Vậy chúng ta hãy cho cô ấy biết bác Duệ có con riêng ở bên ngoài đi. Cái này, cô Trương, đến lượt cô hành động rồi. Được rồi.
Sao bà lại đến đây? Sao bà lại đến đây? Phu nhân, trước đó tôi quên lấy đồ. Tôi quay về lấy lại. Cô mũi lòng hãy cho tôi vào đi. Đây là bạch phục linh tôi đem từ quê lên, có tác dụng an thần rất tốt. Tôi đem nó tặng cho phu nhân. Vào đi. Cảm ơn phu nhân. Cô làm gì vậy? Chân tay hậu đậu. Phu nhân, tôi đi ngay bây giờ. Bác Duệ, anh vậy mà lén lút sau lưng tôi với nghe Nana. Cứu tôi. Cứu tôi. Bà Thông gia, phu nhân Chu gia, mẹ của Chu Yên Yên. Yên Yên không sao nữa rồi, bà đừng lo lắng quá. Vợ ơi, anh tới rồi. Cậu vẫn còn mặt mũi đến đây hả? Cậu suýt lấy mạng của Yên Yên rồi, nếu không phải có cô Trương ở đó. Cô Trương? Cô Trương, Chu Yên Yên không được chết. Cô ta chết rồi, bác Duệ sẽ được kế thừa di sản. Cứ vậy. Phu nhân, cô đỡ hơn chưa? Bà Thông gia, cặp đôi nhỏ này đang có chút xung đột, không phải là đứt bình thường sao? Quan trọng hơn là Yên Yên không sao rồi. Bình thường. Cô xem những thứ này. Bác Duệ nhà các người hẹn hò với người phụ nữ khác ở sau lưng Yên Yên. Cô sinh đứa con, không làm Yên Yên tức chết, coi như Yên Yên mạng lớn. Đây đều ở đâu ra vậy? Vợ, em đây là... Ký, anh rời khỏi đây cho tôi. Tôi không muốn nhìn thấy anh. Bác Duệ, cút ra ngoài. Đây đều là giả thôi vợ, đều là giả thôi. Giả sao? Vậy anh đem đứa con gái đó tới trước mặt tôi. Bây giờ đi lấy máu, lập tức làm xét nghiệm đi anh đây. Đi đi. Vợ ơi, chúng ta là người một nhà, em phải tin tưởng anh chứ. Ký hay không tùy anh. Dù sao tôi đã yêu cầu ba tôi rút vốn rồi. Sau này, anh đừng nghĩ lấy được một đồng từ tôi. Yên Yên cần được nghỉ ngơi. Các người đều ra ngoài đi. Yên Yên, con là con dâu của bác gia ta. Bác gia và Chu gia đã gắn kết từ lâu. Con muốn ly hôn, không phải con và các người muốn quyết định là được. Bà Thông gia, đừng làm điều gì quá khó coi. Yên Yên, con nghỉ ngơi cho tốt. Nghĩ kỹ đi rồi nói với mẹ. Vợ ơi. Vợ ơi. Phu nhân, xem ra Chu Yên Yên và bác Duệ sẽ không ly hôn đâu. Đừng vội, cô về trước đi. Cẩn thận đừng để lộ thân phận. Phu nhân yên tâm, tôi biết rồi. Quỳ xuống cho ta. Tiểu tử thối, đánh chết con. Hải sinh, ông làm gì vậy? Có gì từ từ nói. Bà vẫn còn bên nó. Bao nhiêu người bên ngoài đều dòm ngó bác gia chúng ta. Lỡ đâu Chu gia bỏ mặt không lo thì sao? Hai mẹ con đi ăn mày luôn đi. Hải sinh, dù ông có đánh chết con trai cũng không có tác dụng gì. Vẫn là mau nghĩ cách thì hơn. Tôi điều tra rồi. Tất cả chuyện này
đều là do Đổng Tân Nhiên bày ra. Đổng Tân Nhiên, hóa ra là cô ta. Đổng Tân Nhiên, cô ta làm việc ở tập đoàn Hải Tinh. Tôi cảm thấy cô ta lần này tìm chúng ta là để báo thù. Con đàn bà này, con bây giờ đi tìm cô ta tính sổ, đứng lại cho ta. Từ bây giờ, con không cần phải lo. Đổng Tân Nhiên, ta sẽ tự mình xử lý. Chuyện Chu Yên Yên và bác Vệ ly hôn xuất hiện trên tin tức, có phải là do cô làm không? Tôi nói phải, anh có phải sẽ muốn đối ngược lại với tôi không? Cô đừng quên, tôi giữ cô ở bên cạnh là vì muốn cô đau khổ. Tôi không quên. Đợi tôi báo thù xong, anh muốn làm gì thì cứ việc làm. Chồng mà. Cô gọi tôi là gì? Nhìn dáng vẻ của anh kìa. Làm sao? Lần đầu tiên trong đời được gọi là chồng mà. Không biết xấu hổ. Là do anh nói đó. Muốn cả đời giữ tôi ở bên cạnh, không để bất kỳ người đàn ông nào tiếp cận tôi. Tôi chỉ có thể để anh làm chồng của tôi thôi. Đồ thần kinh. Alo. Cô Đổng, tôi là quản gia của nhà họ Chu. Tôi không quen ông. Tôi có bằng chứng làm giả tài chính của công ty Bác Duệ, có thể giúp cô lật đổ Bác Duệ. Tôi dựa vào đâu mà tin ông? Chu Yên Yên vẫn muốn làm quà. Thân là quản gia, tôi không thể nhìn tiếp được nữa. Tôi chỉ có thể tìm cô giúp. Không phải cô rất hận Bác Duệ sao? Ông muốn tôi làm cái gì? Tư liệu rất bảo mật. 10 giờ tối nay, hẹn gặp ở đầu cầu công viên. Phu nhân, cô phải ra ngoài sao? Quản gia của Chu gia gọi điện cho tôi, nó có tài liệu đưa tôi. Thứ này có thể lật đổ Bác Duệ. Quản gia Chu gia. Đúng rồi, đừng có nói cho ông Trung Giới biết, tránh để cho anh ta phá hoại chuyện của tôi. Chu gia làm gì có quản gia? Tiêu rồi. Cô Trương, phu nhân đâu? Thiếu gia, tôi nghi ngờ phu nhân bị lừa rồi. Cái gì? Mục tiêu xuất hiện, chuẩn bị hành động. Ông Trung Giới, tôi tin anh nhất định sẽ tới. Mau lên, mau lên. Tìm một nơi xử lý cô ta, nhớ kỹ, phải chết. Trước khi chết, để cho các người chơi. Các người là ai? Mấy người muốn làm gì? Huynh đệ, lão đại nói cô ta phải chết. Nhưng trước khi chết, mặc cho chúng ta xử lý. Đại ca, trực tiếp giết cô ta thì lợi cho cô ta quá. Chúng ta nên... Nghe nói cô ta từng ngồi tù. Chắc rằng cô ta khác với các cô gái ngoài kia. Vậy chúng ta xem thử. Đồ chết tiệt này, dám nhổ bắn vào lão tứ. Lão đây chém chết cô. Đồ thối tha, tao giết chết mày. Không sao chứ? Tôi biết chắc chắn là anh sẽ tới. Các người làm sao tìm thấy tôi? Dám mạo phạm ông phu nhân, ai chỉ thị các người? Ông phu nhân, anh là ông Trung Giới. Ông Trung Giới, chủ tịch, chúng tôi là người có chỉ thị. Ai? Là Bác, tập đoàn Bác Thị, Bác Hải Sinh. Đưa bọn họ đi, nhốt hết lại. Chủ tịch tha mạng. Chủ tịch tha mạng. Không sao chứ, chúng ta sắp được về nhà rồi. Tôi đưa em đi bệnh viện trước. Không sao, vết thương ngoài da thôi. Đã thế này rồi, còn tỏ vẻ. Tôi xem nào. Tôi không sao, anh làm gì vậy? Vết sẹo này có rất nhiều năm rồi. Ai làm vậy? Đấy thì phải hỏi tên khốn kia. Là mấy tên vừa nãy sao? Không phải, là rất lâu về trước. Thời gian đau khổ nhất.
Mấy người muốn làm gì? Bên ngoài có chào hỏi, bảo tôi phải chăm sóc cô thật tốt. Thả tôi ra. Cô chưa bao giờ đề cập đến những năm nay, những nỗi khổ tôi phải chịu. Mỗi ngày đều phải gánh chịu. Mỗi ngày đều đánh. Đánh nhiều rồi, tôi cũng không còn thấy đau nữa. Người chỉ thị bên ngoài, cô biết là ai không? Lẽ nào là anh? Lúc đó người muốn giết tôi nhất là bác Duệ. Là bác Duệ làm. Chỉ cần tôi chết, họ sẽ chết mà không có bất kỳ bằng chứng nào. Đúng rồi, làm sao cô biết tôi nhất định sẽ đến? Anh cài định vị vào điện thoại của tôi, đừng tưởng rằng tôi không biết. Cũng thông minh đó chứ. Lần hội họp lớp đó, anh đột nhiên xuất hiện là tôi đã biết rồi. Cô vẫn còn nói được à? Cô còn đem giấy kết hôn của tôi làm thẻ thông hành. Giấy kết hôn là của tôi, tôi muốn dùng thế nào thì dùng. Nếu anh không thích, tôi đem xé nó trước mặt anh. Bớt dùng chiêu này lại. Cảm ơn anh. Đừng cảm ơn tôi. Tôi chỉ không muốn để cô chết một cách dễ dàng vậy. Tôi phải từ từ dày dò cô. Anh lái xe đi. Ba, Đổng Tân Nhiên rốt cuộc đã chết chưa? Vẫn chưa có tin tức gì. Chuyện này là không thể nào. Alo, cái gì? Làm sao vậy? Báo đen nói mấy huynh đệ đó đã mất tích một cách bí ẩn rồi. Rốt cuộc ai đã cứu Đổng Tân Nhiên? Ba, hay là chúng ta đổi người xem sao? Đều là do tên tiểu tử ngươi không có thích sự gì mà đi chuốc quả vô. Hải Sinh, ông đánh con thì có tác dụng gì? A Duệ, chúng ta không để ý cô ta nữa. Mẹ có một cách, nhất định Yên Yên sẽ thay đổi suy nghĩ, để tập đoàn Chu Thị tiếp tục giúp chúng ta. Mẹ, mẹ nói đi, con đều nghe mẹ hết. Vợ, anh đến đây làm gì? Cô Trương đuổi anh ta đi. Vợ ơi đừng như vậy, hôm nay anh đem một người tới đến gặp em. Vào đây đi. Đó là ai vậy? Mau gọi đi. Mẹ, bác Duệ, anh làm trò gì vậy? Tư Tư à, ba là ba của con. Từ hôm nay trở đi, cô ấy là mẹ của con, gọi mẹ đi. Mẹ ơi, Tư Tư, đó là đứa con riêng của anh và Nghe Nana đó sao? Vợ đừng tức giận. Anh đưa cho người phụ nữ đó một khoản tiền lớn, để cô ta cút xa xa ra rồi. Sau này Tư Tư sẽ do chúng ta nuôi dưỡng. Anh muốn để tôi nuôi đứa con của anh với người phụ nữ khác? Anh uống nhầm thuốc hả? Yên Yên, con nghe mẹ khuyên một câu. Con là con dâu duy nhất của nhà chúng ta. Tuy con không thể mang thai, nhưng mà sau này già rồi cũng phải có người chăm sóc chứ, đúng không? Tội bất hiếu có ba điều, không có người nối dõi. A Duệ là đứa duy nhất của bác gia ta, không thể không có người nối dõi. Nhưng mà chúng ta càng không thể có lỗi với con. Con là người vợ duy nhất của bác Duệ. Vợ ơi, em về nhà cùng anh đi. Vậy sau này anh có còn ngoại tình không? Anh không, anh thề. Nào, Tư Tư gọi mẹ đi. Mẹ. Vào đi. Phu nhân, mọi chuyện là như thế này. Vậy thì cứ để cho bọn họ thuận nước đẩy thuyền, quay về tìm giúp tôi xem có quyển sổ kỷ niệm nào không. Dạ được. Bác Duệ, hy vọng khoảnh khắc anh biết được sự thật đó, anh sẽ trực tiếp bị tức chết. Dễ thương chưa nè? Phu nhân, tôi phát hiện cái này ở dưới gầm giường, còn có cần nữa không? Cho tôi xem.
A Duệ, đây là sổ kỷ niệm của thời sinh viên của các con à. Các con lúc đó đúng là ân ái quá. Con đã rất lâu không nhìn thấy quyển sổ này rồi. Bác Duệ, Nam, nhóm máu ô. Chồng ơi, em cũng nhóm máu ô nè. Trùng hợp quá. Nghe nói người nhóm máu ô đều có phúc lớn. Xem ra tiểu thư chúng ta cũng vậy. Từ từ, cháu là nhóm máu gì thế? Trên thẻ học sinh có viết là nhóm máu AB. Nhóm máu AB. Nhóm AB. Nghe Nana. Nhóm máu ô. Nhóm máu ô. Vậy không phải. Con rốt cuộc có phải nhóm máu ô không? Con nói cho mẹ biết rốt cuộc có phải nhóm máu ô không? Mẹ hỏi con đấy, con nói đi. Yên yên, yên yên, con đừng vội. Chắc là có nhầm lẫn gì rồi. Cô Trương, cô lập tức đi gọi bác sĩ đến đây. Mau đi. Vâng ạ. Phu nhân, có gì dặn dò? Lấy máu của nó, lập tức làm xét nghiệm. Vâng. Là nhóm AB. Có thể có nhầm lẫn gì đó. Anh tiếp tục lấy máu của nó, cứ việc lấy. Đều là nhóm AB. Ngay bây giờ, lập tức lấy máu của tôi xét nghiệm DNA. Tôi cần phải biết có quan hệ huyết thống hay không. Nhanh lên. Dân. Bác tổng, dựa theo kết quả, anh và đứa bé này không có quan hệ huyết thống. Không thể nào. Nhưng từ giấy xét nghiệm này có viết rõ ràng hai người họ có quan hệ huyết thống. Yên yên, con vẫn chưa hiểu sao. Rõ ràng là có người đang giở trò. Những tấm ảnh còn có bản xét nghiệm giả, chính là muốn chúng ta rơi vào bẫy. Nhất định là Đổng Tân Nhiên. Đứa tiện nhân này. Đứa tiện nhân này. Mẹ, mẹ cút đi cho tao. Ai là mẹ của mày? Yên yên, con đừng vội. Tờ giấy xét nghiệm giả này có ở đâu vậy? Là hôm đó cô Trương dọn dẹp tìm thấy rồi đưa cho con. Xem ra nhà chúng ta có nội gián. Tôi không biết gì hết. Nói. Có phải Đổng Tân Nhiên phái cô đến? Tôi không biết gì hết mà. Bà nội, đừng đánh cô Trương. Cút. Ai là ba của mày? Ba. Ai là ba của mày chứ? Nghe Nana, đứa tiện nhân đó lừa tôi 6 năm. A Duệ, con im đi. 6 năm. Đứa trẻ này 6 tuổi rồi. Vợ ơi, nghe anh giải thích, đây là do anh lỡ lời. Đứa trẻ này 6 tuổi rồi. Anh ở cùng với Nghe Nana 7 năm rồi à? Là cô ta lừa gạt anh. Quá ra tôi mới là tiểu tam. Anh rốt cuộc chân đạp mấy chiếc thuyền? Không. Là do tôi mắt mù. Ly hôn. Yên yên, đây nhất định là hiểu lầm. Cả nhà các người không có một ai là tốt đẹp hết. Yên yên, bà bỏ ra. Mẹ. Mẹ, mẹ không sao chứ? Mẹ. Mẹ, mẹ sao rồi mẹ? Ba không cần con. Mẹ cũng không cần con nữa rồi. Đây đều là chuyện gì vậy? Con gái, con đừng khóc nữa. Nếu không thì cô đưa con rời đi. Phu nhân, cô muốn báo thù bác gia như nào cũng được. Nhưng mà đứa trẻ này nó vô tội. Cô Trương, cầm lấy cái này đưa cho Thường Tử Tường, thiếu gia nhà họ Thường. Anh ta sẽ sắp xếp ổn thỏa cho hai người. Tôi và Tư Tư còn cần nhiều sự giúp đỡ của cô. Được, cảm ơn phu nhân.
Nếu còn uống nữa, cẩn thận mất mạng đấy. Chủ tịch, anh đang quan tâm tôi sao? Tôi là đang không muốn để cô chết dễ dàng như vậy. Cô còn giữ lại mạng để chuộc tội. Ông Trung Giới, tôi hôm nay rất vui. Bác Duệ và Chu Yên Yên cuối cùng cũng loạn rồi. Tình tra nam đó cuối cùng cũng gặp báo ứng. Vậy cô khóc cái gì? Nhưng tôi không có cười được. Tôi trả thù được bác Duệ, nhưng lại để một đứa trẻ vô tội trở thành trẻ mồ côi. Nếu đã là trả thù thì không có gì là vô tội hay không vô tội. Anh nói đúng. Tôi chỉ vì một tên tra nam mà phải ngồi tù 7 năm. Từ đầu đến giờ tôi đều vẫn chưa được nhìn mặt mẹ tôi lần cuối. Tôi đồng cảm cho người khác, rồi ai đồng cảm cho tôi? Cô có cái gì mà đáng để người khác đồng cảm? Từ lúc cô đâm chết Thiên Thiên, mạng của cô chỉ để dùng đền mạng mà thôi. Làm gì vậy? Tôi nói lại lần nữa, hung thủ giết Thiên Thiên không phải tôi mà là bác Duệ. Cô đang nói dối. Tôi phải làm thế nào anh mới tin tôi? Muốn tôi tin, tôi sẽ để cô chết một cách thoải mái. Đây là... Cô tự nhìn cho rõ, đây là cái gì? Đây là... đây là thẻ tên của tôi. Thiên Thiên trước khi chết đã cầm chặt trong tay, cô vẫn dám nói không phải do cô? Nếu tôi thực sự là hung thủ, tôi hoàn toàn có thể đâm chết Lâm Thiên Thiên, sau đó bỏ đi luôn. Tôi tại sao lại còn quay về đó? Lại tại sao để cho cô ấy có cơ hội nắm được bản tên của tôi? Anh sớm đã nghĩ tới rồi đúng không? Cô đây là đang giảo biện. Xem ra chủ tịch chúng ta cũng không hẳn là ngốc, mà là giả ngốc. Biểu cảm của anh đã bán đứng anh. Anh nói muốn trả thù tôi, nhưng anh luôn giữ tôi ở bên cạnh. Đây không phải là báo thù, mà là chiếm hữu nhỉ? Cô đang chơi với lửa à? Đúng, tôi đang đùa với lửa đó. Làm sao nào? Chủ tịch, không nhịn được nữa sao? Rốt cuộc là ai không nhịn được? Vậy thì so tài thử xem. Đừng động. Chủ tịch là giả vờ ngủ à? Anh đã hoạt động cả đêm qua, vậy mà vẫn còn tinh thần. Ai bảo cô lại gần tôi? Chủ tịch còn muốn báo thù tôi không? Muốn. Tôi muốn tiếp tục trừng phạt cô. Phạt như nào? Phạt cô cả đời này ở bên tôi. Xin hỏi, vị nào là Đổng Tân Nhiên? Là tôi. Qua của cô, mời ký nhận. Bó hoa to quá, có phải là bạn trai tặng không? Hôm nay cũng không phải sinh nhật tôi,